Rước đèn ông sao nhé. Bài này thì có 8 tổ hợp và mỗi tổ hợp có 8 bước. Và bây giờ mình sẽ quay cùng hướng với mọi người để mình hướng dẫn. Bắt đầu từ tổ hợp 1. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tổ hợp 2. 2 3 4 5 6 7 8. Tổ hợp 3. 3 3 6 7 8. Tổ hợp 4. 4 Hello, cảm ơn mọi người. Hello, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hello mọi người. Hôm nay mình hướng dẫn cho mọi người bài rước đèn ông sao nhé. Bài này thì có 8 tổ hợp và mỗi tổ hợp có 8 bước. Và bây giờ mình sẽ quay cùng hướng với mọi người để mình hướng dẫn. Bắt đầu từ tổ hợp 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 tổ hợp 2 3 4 5 6 7 8 tổ hợp 3 3 3 6 7 8 tổ hợp 4 1 3 4 6 7 8 tổ hợp 5 2 3 4 5 6 7 8 tổ hợp 6 6 3 4 5 6 7 8 tổ hợp 7 7 2 3 4 5 6 7 8 tổ hợp 8 là 2 3 4 5 6 7 8. Hello, cảm ơn mọi người. Hello, cảm ơn mọi người đã theo dõi.